Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin Hoa Kỳ, tin quốc tế và tin Việt Nam ngày hôm nay. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và Trước khi đi vào phần tin tức, vẫn nhắc lại là tạp chí quốc phòng số tháng 4 sẽ bắt đầu có từ ngày 25 cho tới ngày 30 tây tháng 4. Thời đại điểm đó thì chúng tôi sẽ gửi báo đi và có rất nhiều những biến động xảy ra trong tháng qua, đặc biệt là khu vực Á Châu, Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Đây là tạp chí quốc phòng đầu tiên của người Việt ở hải ngoại chuyên về tin quốc phòng ở Á Châu, Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Quý vị nào muốn đặt tạp chí quốc phòng, vui lòng liên lạc với lại TMP Channel qua cái địa chỉ email Trần Nhật Phong đạo diễn axahu.com. Đây sẽ là tập tài liệu rất quý cho quý vị để dành lưu trữ làm tài liệu trong tương lai và đặc biệt là những biến động xảy ra tại Á Châu, trước sau gì cũng bùng nổ những cuộc xung đột quân sự. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều và đó là cái thông báo của Phong. Và bây giờ thì chúng ta bước qua cái phần tin tức mỗi một ngày của chúng ta. Đầu tiên hết là điều tranh lên tiếng nói rằng là phía của Nga còn tại hại hơn nhóm hồi giáo ISIS sau khi mà có một đoạn video chặt đầu được tung lên. Ukraine đã so sánh Nga với lại nhà nước Hồi giáo ISIS và kêu gọi cái tòa án hình sự quốc tế là điều tra sau khi một cái đoạn video được đưa trên online. Trong đó thì binh sĩ của Nga đã thu hình họ chặt đầu mà những người bắt giữ một người Ukraine với một cây dao. Hãng Reuters vẫn không xác nhận được cái đoạn video này trên mạng xã hội. Tuy nhiên trong đấy, trong đó trong đó thì có một người đàn ông đã mặc quân phục và đã bị chặt đầu khi mà người này đã đeo một cái khăn màu vàng và trong đó sử dụng bởi lực lượng binh sĩ của Ukraine. Điện Kremlin mô tả video này là một cái điều đáng tiếc và cho biết rằng họ sẽ kiểm tra lại. Tuy nhiên, thì Moscow bác bỏ việc mà lực lượng binh sĩ của họ đã hành quyết các đối thủ trong uh, cuộc chiến. Đây là những gì mà chúng ta thấy được và thế giới đã bỏ qua. Và nó rất dễ dàng khi mà nó đã có hành động sát hại này. Đó là lời phát biểu của ông Zelensky đã đưa ra trong một đoạn video. Và điều này đã được xem là một cái trách nhiệm về pháp lý cho tất cả mọi người đánh bại uh, cái, cái, cái cái gọi là cái sự kinh hoàng là cần thiết và sự khủng bố là cần thiết trong khi đó thì à, ngoại trưởng của ukraine là ông dmitro kuleba đã tweet trên twitter là đây là một cái video đầy kinh hoàng mà lực lượng của nga ở tại ukraine đối xử với tù nhân và nó rõ ràng nga còn tệ hại hơn cả lực lượng hồi giáo ISIS à, à, trong đó họ đã mô tả cái chuyện này trong đó thì ông ta kêu gọi một cuộc họp trên hội đồng bảo an liên hợp quốc trong khi nga thì tuyên bố sẽ điều tra về vụ này lực lượng nga đã khủng bố và đã khởi động khủng bố đối với người Ukraine liên hiệp quốc cần phải à, buộc họ chịu trách nhiệm cho các tội ác của họ đó là lời phát biểu của ông Kuluba cho biết à, trong khi đó thì à, bản tin có nhắc lại là lực lượng dân quân hồi giáo ISIS ở tại Iraq và Syria vẫn thường thu hình các cái video mà họ chặt đầu những người họ bắt giữ khi mà họ kiểm soát các khu vực ở những vùng lãnh thổ ở đây từ năm 2014 tới năm 2017 đây được xem là một trong những lời cáo buộc mới nhất của phía của Ukraine cùng một lượt thì uh, trong ngày hôm nay Nga đã phản ứng là cái việc tiết lộ tin tức tình báo của Hoa Kỳ có thể chỉ là một cái hành động gọi là hướng dẫn sai lạc trong cái dư luận của Nga thứ trưởng bộ ngoại giao của nga là sergei ryakov đã lên tiếng trong ngày thứ tư nói rằng việc mà tiết lộ các tập tài liệu tình báo của hoa kỳ ở trên online trong thời gian gần đây có thể là giả và điều này cố tình hướng dẫn sai lạc đối với giới tình báo của nga tập tài liệu này đã được hãng thông tấn reuters nhìn thấy và vẫn chưa có xác nhận được nó được mô tả về tất cả những cái uh tin tức bí mật liên quan tới cuộc chiến tại Ukraine với cái mục tiêu à, gọi là gây tổn thương cho cả hai phía và tập tài liệu này đã được à, phát hiện ở nhiều quốc gia và Real đã lên tiếng nói rằng cơ quan truyền thông của nga cần phải cẩn thận bởi vì đây có thể là một trong những cái chiến lược đưa thông tin sai lạc của phía Hoa Kỳ đưa ra và rõ ràng có ai đó đã nhìn thấy tập tài liệu này và nếu như tập tài liệu này là thật sự thì có thể nó là những tập tài liệu giả và nó cố tình tìm cách gọi là à, đưa ra những cái thông tin giả và gây nhiễu loạn đó là lời của riyakov đã đưa ra trong một cái uh, lời phát biểu kể từ khi mà hoa kỳ đã đứng về phía ukraine trong cái cuộc chiến này gần như là họ đã mở cuộc chiến rất nhiều với chúng ta trong đó bao gồm là cả cuộc chiến không gian mạng và tìm cách gọi là hướng dẫn sai lạc đối với kẻ thù đặc biệt là đối với liên bang nga đây được xem là một trong những cái phản ứng của Nga ngay sau khi mà tập tài liệu này đã bị tiết lộ trên online. Trong đó có rất nhiều những chi tiết liên quan tới việc mà Hoa Kỳ hỗ trợ vũ khí và chiến lược của Ukraine đối phó với Nga. Và điều này phía Nga cho rằng đây có thể là hành động gây nhiễu thông tin từ phía Hoa Kỳ và cố tình hướng dẫn sai lạc đối với giới truyền thông và kể cả giới tình báo của Nga. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và của Nga ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình Hoa Kỳ ngày hôm nay ông musk nói rằng việc mà cải tổ Twitter và sự thua lỗ trong thời gian vừa qua là một sự tổn thương nhưng rất cần thiết và có ta, có cái dấu hiệu tốt trong tương lai nhà tỷ phú element đã nói với đài BBC à, cho việc mà ông điều hành và mua lại Twitter là đã có một cái nỗi đau rất lớn Tuy nhiên cái mạng sau này hiện nay đã à, trở nên hoài vốn và sau khi mà ông mua lại cái à, trang này vào năm ngoái trong cuộc phỏng vấn mới nhất và được xem là hiếm hoi đối với lại Twitter, ông Musk đã thảo luận về việc mà ông làm chủ cái trang mạng xã hội này, bao gồm luôn việc mà ông đã cho sa thải vấn đề đối phó với tin giả và cái kiểu làm việc của ông. Tôi không cảm thấy gọi là boring, tức là thấy buồn tẻ. Tuy nhiên, nó là một cái roller coaster, tức là một cái tốc độ rất là nhanh. Ông ta đã nói với lại hãng truyền thông của BBC ở tại London và trong đó thì ông nói rằng việc thay đổi và việc này đã khiến cho twitter đã trở nên mạnh mẽ hơn và trong cuộc phỏng vấn này ông nói rằng là mặc dù trong thời gian trước đây đã có những thách thức rất nhiều và khiến ông phải cải tổ sa thải cũng như là có những cái quyết định để mà cải tổ công ty này và giờ đây thì tất cả các quảng cáo đã quay trở lại với trang platform của ông sau khi mà có sự cải tổ và ông nói rằng trước đó thì đã có những cái động cơ đen tối để tìm cách gọi là ngăn chặn quảng cáo tuy nhiên giờ đây thì cái tình trạng gọi là tích cực về cái nguồn tiền mặt của công ty Trader đã bắt đầu xuất hiện trở lại và công ty đã trở nên huề vốn sau khi mà ông thu mua lại công ty hồi tháng 10. Ông nói rằng không phải là dễ dàng. Công ty này đã gần như tiến tới sự phá sản và nếu chúng tôi không cắt giảm ngay lập tức và điều này đã dẫn tới tình trạng mà Trader đã bắt đầu có cái mức hồi vốn. Đó là lời phát biểu của ông Elon Musk đã đưa ra sau khi ông gái nhãn cho đài truyền hình BBC là một cái công ty truyền thông nhận được sự tài trợ của chính phủ. Cùng một lượt thì Hoa Kỳ đề nghị là sẽ giảm đi khoảng 56% mức ô nhiễm trong các cái khói xe thảy ra từ đây cho tới năm 2032. Cơ quan đặc trách về bảo vệ môi trường của Hoa Kỳ gọi tắt là EPA trong ngày thứ tư đã đề nghị một cái chiến lược mới cắt giảm sự ô nhiễm từ các chiếc xe và các xe tuyết à, từ đây cho tới năm 2032 một biến chuyển mà cái cơ quan này cho rằng có thể sẽ có một loạt những cái uh, thế hệ mới của các xe và họ sẽ kiểm soát chặt chẽ việc thải ra khí ô nhiễm và thúc đẩy việc uh, sản xuất xe điện. Trong cái bản kế hoạch này nó được finalize tức là được hoàn tất trong đó gần như là sẽ tìm cách giảm đi ít nhất là 13% cái mức gọi là ô nhiễm à, và trong đó họ nói rằng sẽ thúc đẩy cho tới năm 2032 là giảm đi 56% mức ô nhiễm từ khối xe thảy ra bên ngoài. À, cái dự án của EPA là từ 27 cho tới năm 2032 các chiếc xe được ra trong cái model này cần phải cắt giảm ít nhất là 9% tỷ tấn chất CO2 gây ô nhiễm từ đây cho tới năm 2055 và có thể sẽ đạt tới mức gọi là zero zero emission tức là không ô nhiễm và cơ quan này ước lượng là bắt đầu từ năm 2055 thì họ sẽ chi ra khoảng ít nhất là 850 tỷ mỹ kim cho tới 1.600 tỷ mỹ kim để mà giảm đi tình trạng ô nhiễm và tới năm 2032 thì họ nói rằng sẽ à, chi phí khoảng 1.200 Mỹ Kim cho mỗi một chiếc xe sản xuất để mà giảm đi tình trạng ô nhiễm và 9.000 Mỹ Kim trong việc mà gọi là sử dụng các cái loại nguồn nhiên liệu và kể cả tiền sửa chữa cũng như là ít nhất là có một cái kế hoạch để mà giảm đi tình trạng ô nhiễm do khói xe thảy ra và họ đã thông báo cho tất cả các cái à, tổng giám đốc của các công ty lớn bao gồm cả General Motors Volkswagen Toyota và nhiều công ty xe khác đây được xem là một trong những cái chiến lược mà ông Joe Biden đang thúc đẩy cái nghị trình gọi là năng lượng xanh và giảm đi tình trạng khói xe đã xảy ra ở Hoa Kỳ đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay việc phá thai hợp pháp đã giảm xuống 6% sau khi có phán quyết của Tối cao Pháp viện. Trong vòng 6 tháng thì tôi kể từ khi Tối cao pháp viện đưa ra cái việc mà chấm dứt cái quyền phá thai nằm trong hiến pháp và trả lại cho các tiểu bang thì số lượng phá thai hợp pháp đã giảm ở Hoa Kỳ ở mức trăm và ước lượng là sẽ còn giảm thêm à, trong thời gian sắp tới. Với nhìn là, là cái lệnh gọi là giới hạn và bao gồm luôn cả việc mà di chuyển, chờ đợi lâu ngày và việc mà gọi là bị hoang mang bởi các luật mới này thì trong đó thì cái số lượng người phá thai đã giảm đi rất nhiều so với lại cái ước lượng theo tường trình của tờ New York tham đưa ra vào ngày thứ tư. Trong đó theo báo cáo của We Cao cho thấy rằng là việc mà phá thai hợp pháp đã giảm đi rất nhiều. Trong đó thì Alison Norris được xem là một giáo sư đặc trách về à, giảng dạy về à, nhân chủng học ở tại à, tiểu bang Ohio cho biết rằng việc mà phá thai đã giảm đi khá nhiều kể từ ngày 31 tây tháng 12 với 13 tiểu bang đã ban lệnh cấm phá thai và không cho phép phá thai à, ở trong đó kể cả việc mà tiểu bang Georgia đã yêu cầu là sẽ cấm phá thai sau 6 tuần lễ mang thai. Đây được xem là một trong những cái à, biến chuyển mới nhất liên quan tới vấn đề phá thai và báo cáo được... Ba, theo uh, tin tức cho biết thì uh, theo cái vấn đề gọi là báo uh, là phá thai hợp pháp thì có khoảng 7.300 trường hợp phá thai mỗi một tháng uh, tính cho tháng uh, đến tháng 4 và tháng 5 thì số lượng này đã giảm đi khá nhiều so với trước đây và được xem là một trong những cái biến chuyển tích cực sau khi có cuộc vận động là bảo vệ sự sống đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng trong ngày hôm nay, thượng nghị sĩ Tim Scott sẽ có thể tuyên bố ra tranh cử chức tổng thống năm 2024. Bản tin mới nhất cho biết thì thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa là ông Tim Scott ở South Carolina trong ngày thứ tư sẽ có một bước quan trọng để tranh chức tổng thống năm 2024 trong một video mà ông nói rằng sẽ công bố trong ngày hôm nay. Trong video, ở trong cái đoạn email gửi ra ngày hôm qua, ông Scott đã nói rằng ông sẽ có một cái thông báo lớn và sẽ xuất hiện trên cái chương trình của đài truyền hình Fox vào ngày thứ tư. Tôi sẽ tôi đã nghĩ rất nhiều trong vài tháng qua, ông Scott đã viết như trên tôi nghĩ đến niềm tin của tôi, tôi nghĩ đến cái tương lai đất nước của chúng tôi và tôi nghĩ tới những cái vấn đề mà lực lượng cực tả đang tìm cách phá hoại đất nước Hoa Kỳ. Trong vài tháng qua, ông Scott đã bắt đầu phát triển cái hạ tầng cơ sở à, để mà tìm dọn đường cho việc mà tranh à, của tranh cử vào tòa bạch ốc, trong đó gần như đã xây dựng một cái quỹ ban đặc trách về à, chính trị của ông, đó là cái Super PAC và cũng như là ông bắt đầu à, tìm kiếm và thăm viếng những tiểu bang có cái cuộc bỏ phiếu sớm và trong tuần này ông sẽ quay trở lại new hampshire và iowa để thảo luận với lại các cái à, à, cử tri tại đây được xem là những cử tri swing vote tức là những cử tri mà họ có thể chuyển đổi lá phiếu của họ và trong đó ông đã quay trở lại south carolina để bắt đầu thảo luận này và nếu như mà ông ta bước vào trong cái cuộc tranh cử này thì à, ông sẽ cùng với lại cựu à, thống đốc của tiểu bang south carolina trước đây là bà nikki Haley cùng với lại cựu tổng thống donald trump cựu thống đốc của tiểu bang Arkansas là Hutchinson và nhân vật chống lại cái chủ nghĩa bừng tỉnh của cánh tả là nhà triệu phú Vivek Ramaswamy. Và nếu mà được chọn thì ông Scott sẽ là Thưa nghị sĩ cộng hòa đầu tiên người da đen trở thành ứng cử viên tổng thống người da đen của đảng cộng hòa đầu tiên trong lịch sử, đây được xem là một trong những cái quyết định quan trọng của ông Scott và trong ngày hôm nay ông sẽ đưa ra thông báo chính thức đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, thống đốc tiểu bang North Dakota đã ban lệnh cấm giới chuyện giới tranh tài với lại các bé gái và phụ nữ. Thống đốc của tiểu bang North Dakota thuộc Đảng Cộng hòa là ông Doug Burgum đã trong ngày thứ ba và tối ngày hôm qua ông đã ký ít nhất là hai cái dự luật ban cấm giới chuyển giới tham gia thể thao. À, trong đó sẽ nghiêm cấm họ tranh tài với phụ nữ và trẻ em trong các cái à, toán thể thao ở cái tuổi à, gọi là K12 và trường đại học. Các nhà lập pháp tại Hạ viện và thượng viện đã thông qua cái dự luật này với cái à, đa số gọi là, à, gọi là tước quyền phủ quyết vào năm nay và nếu thống đốc mà phủ quyết cái dự luật này à, và, từ chối ký thì dự luật này vẫn tiếp tục trở thành luật bởi vì nó đã được 2 phần 3 cổ phiếu ở Hạ viện lẫn Thượng viện và ông Bergam cho biết trong một bản minh trong vòng 2 năm qua trên 27.000 à, sinh viên của và học sinh của North Dakota đã tham gia vào các cái chương trình thể thao và trong đó bao gồm luôn việc mà giới chuyển giới tính đã đã tham gia và một cách bất công đối với lại các bé gái trong cái môn thể thao và dự luật này sẽ chính thức trở thành luật và trong đó họ sẽ nghiêm cấm giới chuyển giới tính tham gia vào thể thao và tranh tài với các bé gái và trong năm 2021 thì ông Bergam đã từng phủ quyết một cái dự luật trong đó ban cấm các cái em gái chuyển giới là chơi trong các tất cả các môn thể thao tuy nhiên các nhà lập pháp đã không đủ phiếu để mà override cái quyền phủ quyết của ông tuy nhiên năm nay thì các nhà làm luật ở tiểu bang này đã gia tăng khá nhiều và bây giờ ông ta đã mất quyền phủ quyết đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay Bắc Kinh đã bắt đầu rút lại cái và có thái độ mềm dẻo hơn và đang duyệt xét lại mức thuế đánh vào các mặt hàng của nước Úc Bắc Kinh đã có vẻ mềm dẻo hơn sau khi mà có cuộc đối đầu gay gắt ở những năm trước với nước Úc và trong đó họ đang duyệt xét lại cái rào cản quan thuế để không bị kiện ở trên WTO tức là trên cả tổ chức thương mại của thế giới và tổ chức mậu dịch thế giới kể từ năm 2020 Bắc Kinh đã nhắm vào các mặt hàng của Úc đánh thuế rất cao trong một chiến dịch gọi là bức hại kinh tế họ đánh thuế vào các loại thịt bò thịt trừ các loại uh, là hải sản rượu than đá đồng và một số những cái loại mật ong cũng như là à, lúa mạch xuất cảng từ nước Úc và trong đó à, sau khi mà có cái à, cú điện thoại từ cựu à, ngoại trưởng của Úc thời điểm đó là Maris Pay đã điều tra kêu gọi điều tra về cái à, đại dịch 19 và cái nguyên thủy của nó và kể từ đó thì ở Bắc Kinh đã đánh thuế lên tới 80.5 phần trong tất cả các mặt hàng xuất cảng từ nước Úc và điều này là nó trị giá lên tới 916 triệu Mỹ Kim trong năm 2018 và 19 và Hiện nay thì bà ngoại trưởng của Úc Đương Kim là bà Penny Wong đã loan báo trong ngày 11 tây tháng 4 là Úc đang dọn đường để tiếp cận lại với Trung Quốc và giải quyết tất cả những tranh chấp này. Và phía Bắc Kinh có vẻ như là đã e ngại rằng sẽ nhận đơn kiện ở tổ chức WTO, tức là tổ chức mậu dịch thế giới sau khi mà Úc đã đưa ra cái chính sách và đưa ra cái đơn kiện này. Và giờ đây thì Bắc Kinh bắt đầu duyệt xét lại cái rào cản quan thuế mà họ đánh vào các mặt hàng của nước Úc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Cùng một lượt ngày hôm nay thì Trung Hoa lục địa tức là Trung Quốc đã bắt đầu cho điều tra về cái rào cản mậu dịch mà trong đó ảnh hưởng tới 2.400 sản phẩm từ Đài Loan. Bản tin mới nhất cho biết thì Trung Quốc đã bắt đầu tìm cách điều tra lại tất cả những cái giới hạn đối với các mặt hàng nhập cảnh từ Đài Loan vào Trung Quốc trên 2.400 sản phẩm khác nhau. Trong đó họ nói rằng họ sẽ phát động một cái cuộc điều tra về rào cản mậu dịch và trong đó có biến chuyển được xem là gây phức tạp cho mối quan hệ băng ngang qua eo biển Đài Loan giữa lúc mà đang có một cái cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra tại Đài Bắc vào năm tới bộ thương mại của trung quốc trong một bản statement đưa ra vào ngày thứ tư nói rằng họ sẽ duyệt xét lại cái đơn khiếu nại của ít nhất là ba cái tổ chức mậu dịch ở tại trung quốc đặc trách về các mặt hàng nông sản bông vải sợi và kể cả một số những cái mặt hàng về hóa chất mà trong đó họ nói rằng phía đài loan đã làm việc và thực thi để đáp ứng tất cả những cái lệnh à, nghiêm khắc của Bộ Thương mại và à, có thể à, được xem là cung cấp cho thị trường của Trung Quốc. Và cuộc điều tra này đã được thực hiện từ ngày 12 tháng 10 năm 2023 dưới cái à, vòng điều tra và sẽ kết thúc vào ngày 12 tây tháng giêng năm 2024. Đây được xem là thông báo mới nhất của Trung Quốc nhắm vào các mặt hàng của Đài Loan. Trong đó thì Trung Quốc đã lợi dụng cái vấn đề gọi là về mậu dịch và uy hiếp tới Đài Loan bằng cách là ngăn chặn và giới hạn ít nhất là 2.400 mặt hàng của Đài Loan nhập cản vào Trung Quốc. Đây được xem là một trong những cái biến chuyển mới nhất diễn ra sau chuyến viếng thăm của Mã Anh Cửu là cựu Tổng thống Đài Loan tới Trung Quốc và cuộc chuyến viếng thăm này kéo dài 12 ngày. Cùng một lượt tại ngày hôm nay tại Hồng Kông thì nhà tài phiệt Jimmy Lai đã yêu cầu tòa án Hồng Kông là à, phải à, xóa bỏ cái bản án của ông sau khi mà có cái à, ông đã thuê được một à, luật sư Anh Quốc Nhà tài phiệt Jimmy Lai là nhà tài phiệt về truyền thông của Hồng Kông, là ông Jimmy Lai đã yêu cầu chính quyền và tòa án của Hồng Kông là lật đổ một phán quyết trước đó khi mà không cho phép ông được thuê mướn một luật sư ở Anh trong việc mà chống lại cái vụ án nói rằng ông vi phạm đạo luật an ninh quốc gia. Tòa án cao cấp của Hồng Kông đã không đã công bố về một cái ủy ban đặc trách về cái luật gọi là an ninh quốc gia trong đó kết luận rằng Oh, uh, ông uh, Timothy Owen uh, là một trong những uh, luật sư đại diện cho ông Jimmy Lai có thể vẫn tiếp tục uh, cái quyền lợi của ông và bảo vệ cho thân chủ của ông uh, cùng một lượt thì giám đốc của cái cơ quan đặc trách về di trú của Hồng kông là aakawan một trong những thành viên của Ủy ban này nói rằng việc mà cho giấy phép và visa cấp cho ông luật sư này có thể sẽ uh, là được được uh, đặt cách để mà ông có thể đến Hồng uh, Kông làm việc trong cái toán pháp lý của ông Jimmy Lai đây là vụ án mà Trung Quốc đã cản trở không cho ông Jimmy Lai được thuê mướn các luật sư ở ngoại quốc tới à, tranh cãi cho ông và trong đó bao gồm luôn cục di trú của Hồng Kông đã cản trở chiếu kháng và visa để gây khó khăn cho các luật sư này. Nay thì ông Jimmy Lai đã yêu cầu là phía tòa án phải đưa ra một cái xác lệnh rõ ràng để buộc sở di trú của Hồng Kông là phải cấp cái chiếu kháng cho luật sư của ông thuê mướn từ nước Anh về. Đây được xem là một trong những cái cuộc tranh cãi về pháp lý mà ông Jimmy Lai được xem là một trong những người đứng đầu trong phong trào dân chủ tại Hồng Kông đã bị bắt và tống giam với đạo luật an ninh quốc gia của Cộng sản Trung Quốc đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hồng Kông ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình Á Châu ngày hôm nay tiếp theo sau lời phát biểu của ông Macron thì gần như nước Pháp đã quay sang ủng hộ mạnh mẽ cho Đài Loan. Sự ủng hộ về công chúng của người Pháp đối với Đài Loan đã trở nên chưa từng có, đó là lời phát biểu của đại sứ Đài Loan và và đặc sứ của Đài Loan tại nước Pháp là Wu Ching-chong đã đưa ra trong ngày thứ tư. Hầu hết tất cả những người Pháp đều thảo luận về Đài Loan và trong đó gần như họ tuyệt đối gần như thống nhất và nhất quán trong việc mà gọi là ủng hộ cho Đài Loan. Đài Loan chưa bao giờ nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ như bây giờ ông đã phát biểu như trên việc ủng hộ này đã được đưa ra sau khi mà ông Emmanuel Macron cho rằng là cái vấn đề khủng hoảng trên eo biển Đài Loan không phải là vấn đề của Âu Châu và kêu gọi các quốc gia Âu Châu tránh làm chư hầu của Hoa Kỳ. Lời phát biểu này đã gây phản ứng ngược cho công chúng pháp và trong cuộc thăm dò mới nhất thì cho thấy gần như đa số tuyệt đối người pháp ủng hộ cho đài loan và hỗ trợ mạnh mẽ cho đài loan bất kể cái lời phát biểu của ông macron đã đưa ra trước đây trong khi đó thì ông một phái đoàn của nghị viện pháp dự tính sẽ viếng thăm đảo quốc đài loan vào ngày 16 tây tháng 4 sắp tới à ngày chủ nhật thì hãng bloomberg chỉ ra cho thấy rằng ngoại trưởng Joseph sepulchro cho biết là cái Hạ viện và Thượng viện của Đài Loan sẽ tới Đài Loan để hỗ trợ cho Đài Loan. Đi ngược lại với lời tuyên bố của ông Tổng thống Pháp là ông Emmanuel Macron. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của đảo quốc Đài Loan ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới đảo quốc Đài Loan ngày hôm nay, sau cuộc tập trận thì Trung Quốc vẫn duy trì sự đe dọa đối với đảo quốc Đài Loan. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết họ đã phát hiện ra ít nhất 35 chiếc máy bay quân sự và 8 chiếc tàu chiến của Trung Quốc vẫn vây quanh eo biển Đài Loan từ 6 giờ sáng ngày thứ ba cho tới 6 giờ sáng ngày thứ tư. Trong số 35 chiếc máy bay của lực lượng PLA, 15 chiếc đã xâm nhập vào vùng nhận dạng phòng không phía nam của Đài Loan, bao gồm 5 chiếc Sukhoi SU-30, 4 chiếc Chengdu j 10 4 chiếc Shenzhen j 16 và một chiếc gọi là ton của Trung Quốc gọi là Harbin BZK 005 cũng như là chiếc drone này giám sát trên cái khu vực gọi là lằn tranh đỏ trên eo biển Đài Loan. Cùng một lượt thì một chiếc gọi là KC-200, một chiếc máy bay chở theo lính dù đã nhận được sự quà cảnh báo của phía Đài Loan khi mà họ xâm nhập vùng nhận dạng phòng công của phía Đài Loan. Đài Loan đã phải huy động các tàu chiến, các chiến đấu cơ và hệ thống phòng thủ trên mặt đất để quan sát các hoạt động của lực lượng PLA. Đây được xem là một trong những cái biến chuyển mới nhất diễn ra ngay sau khi Trung Quốc vừa kết thúc cuộc tập trận kéo dài 3 ngày ở trên khu vực eo biển Đài Loan. Cùng một lực trong ngày hôm nay thì nhà lập pháp của canada đã ưu tiên cho vấn đề an ninh của eo biển đài loan phía đài loan và phía canada đã cùng đưa ra một bản thông cáo chung khi mà một phái đoàn quỹ ban của canada có mặt tại đài loan và chủ tịch của cái quỹ ban đặc trách về an toàn công cộng và an ninh quốc gia chủ tịch có tên là john mckay đã phát biểu vào ngày thứ tư chúng ta không thể có một cái sự thịnh vượng về kinh tế mà thiếu sự an ninh Ông kê đã phát biểu trong cuộc gặp gỡ với bà Thái Anh Văn, tổng thống của Đài Loan và phái đoàn này hy vọng rằng sau khi họ rời khỏi Đài Loan thì sẽ tăng cường thêm cái khả năng về nền dân chủ bất kể nỗ lực Trung Quốc đang tìm cách phá hủy nền dân chủ này. Các nhà lập pháp nói rằng Đài Loan đang đối Canada đang đối diện với việc mà Trung Quốc xen vào cuộc bầu cử nội bộ của Canada và điều này nhấn mạnh cái tầm đe dọa của Trung Quốc với eo biển Đài Loan. Ông mặc kê cho biết là ông đã có cuộc nói chuyện rất gần gũi với bà Thái Văn Ca ngợi cái thái độ cứng rắn mạnh mẽ của bà và đồng thời nói rằng bà là một trong những vị tổng thống khó kiếm được của Đài Loan. Thêm vào đó thì ông nói rằng Đài Loan sẽ tham sẽ được mời tham gia vào cái tổ chức CPTPP tức là Comprehensive Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership à, trong cái việc mà gọi là thảo luận với các quốc gia thành viên trong đó Canada ủng hộ mạnh mẽ cho việc Đài Loan có mặt trong cái tổ chức mậu dịch này đây là tổ chức mậu dịch trước đây do Hoa Kỳ dẫn đầu có tên là TPP sau khi Hoa Kỳ rời khỏi tổ chức này thì à, Nhật Bản vẫn tiếp tục duy trì và và à, đi tới cái việc gọi là có một cái bản thỏa thuận chung với 11 quốc gia trong tổ chức này là một cái liên minh kinh tế đối trọng với à, Trung Quốc đây được xem là một trong những cái lời phát biểu của nghị viện canada đã đưa ra sau khi mà họ viếng tâm đảo quốc đài loan và đó là bản tin liên quan tới thời sự quốc tế ngày hôm nay và liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay. Đầu tiên hết là Bắc Kinh đã đặt câu hỏi về lòng trung thành của đảng Cộng sản Việt Nam với Cộng sản Trung Quốc sau khi tờ South China Morning Post đăng tin về ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ tới Việt Nam để nâng cấp các mối quan hệ và trong đó gần như là Bắc Kinh đang đặt câu hỏi về lòng trung thành. Trong đó thì trên tờ báo của tờ South China Morning Post cho biết thì về Việt Nam đang chuẩn bị đón tiếp ngoại trưởng Anthony Blinken trong tuần lễ này và các nhà phân tích nói rằng là họ sẽ nâng cấp các mối quan hệ về an ninh và có thể sẽ thực thi một số phần. Ông Blinken sẽ đến Hà Nội vào ngày 14 cho tới ngày 16 tây tháng 4. À, à trước khi mà ông bay tới Nhật Bản và họp với khối G7 à, trong à, cuộc gặp gỡ này thì ông à, Anthony Blinken sẽ gặp gỡ với lại ông Phạm Minh Chính là thủ tướng của Cộng sản Việt Nam cũng như là Nguyễn Phú Trọng là tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân vật được xem là nắm quyền lực nhất tại Việt Nam và một trong những nhân vật thân Việt Nam là Clark Taylor à, một giáo sư của về, Viện Đại học đặc trách về quốc phòng của Úc đặc trách về trường hợp của Việt Nam nói rằng cuộc gặp gỡ giữa ông Blinken và à, À, cả, à, các viên chức của Việt Nam là dọn đường cho chuyến viếng thăm của ông Joe Biden mà à, có thể sẽ diễn ra vào tháng 5 à, sau khi mà có cái cuộc họp của khối G7 hội nghị thượng đỉnh ở tại Hiroshima và giữa lúc mà đang có cái cuộc họp vừa giữa nhóm The khoát tức là bộ tứ kim cương ở tại Sydney và có thể rằng là à, ông à, Biden sẽ viếng thăm Việt Nam. Đây được xem là một trong những cái bài viết tin đưa ra và trong đó thì tờ South China Morning Post đã đặt lại câu hỏi về cái lòng chung thủy của Cộng sản Việt Nam với Trung Quốc có bị sức mẻ sau cái cuộc tiếp xúc của Hoa Kỳ và Trung Quốc hay không, và Việt Nam hay không, đây được xem là một trong những cái bài bình luận mà tờ South China Morning Post cho rằng là Hoa Kỳ đang có cái việc gọi là tách rời những quốc gia đồng minh của Trung Quốc ở tại Á Châu Thái Bình Dương. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay và cũng liên quan tới Việt Nam ngày hôm nay, Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch đang điều tra về một cái nguồn tin cho rằng là một bản sắc phong của triều đại nhà minh ở thời hậu lê và xin lỗi quý vị nhà minh và nhà thanh ở thời hậu lê được trao bán ở trong một phiên đấu giá tại trung quốc bản tin mới nhất cho biết thì một cái hãng đấu giá tại thượng hải đã đưa ra một cái mười hai cái bản sắc phong chủ yếu là thời nguyễn và thời lê đã được đưa ra đấu giá và nó được xem là in trên giấy vàng có vẽ hình rồng và vẫn còn nguyên vẹn trong đó bao gồm luôn cả cái bản bản sắc phong cho vua lê hiển tông và kể cả một số những đời vua sâu của nhà Lê cũng như là của nhà Nguyễn và nó khởi đầu đấu giá là 2.800 nhân dân tệ đây được xem là một trong những cái cuộc điều tra mới nhất mà cộng sản Việt Nam đang lo ngại là sẽ có những cái văn bản từ cái thời đại quân chủ của Việt Nam sẽ được Trung Quốc đưa ra bán đấu giá đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay, nhà tranh đấu Nguyễn Lân Thắng đã bị kết án 6 năm tù và à, về tội gọi là tàn trữ phát tán những tài liệu mà gọi là chống cái chế độ cộng sản Việt Nam. Trong phiên tòa diễn ra ngày 12 tây tháng 4 tức là ngày hôm nay, sau 9 tháng à, Nguyễn Lân Thắng bị bắt giữ thì ngoài từ án tù treo thì phán quyết cho biết là ông Nguyễn Lân Thắng sẽ bị quản thúc 2 năm sau khi mà ở tù và trong đó thì à, bản án này cho biết ông đã bị kết án các cái tội là à, chưa đưa tin gọi là xuyên tạc các cái à, uy tín của à, nhà nước, trong đó bao gồm có à, 11 nội dung mà họ nói rằng là đã à, gọi là có cái hành động gọi là xuyên tạc và bôi nhỏ đối với cái chế độ Cộng sản hiện nay và ông đã bị kết án hơn 6 năm tù. Tuy nhiên, bản tin đáng chú ý là trên tờ VNF Press đăng cái tin này thì họ lại chôm một tấm hình cắt từ clip của TNP Channel. Quý vị nhìn thấy đây là tờ VNF Press là Nguyễn Lân Thắng đã bị phạt 6 năm tù và trong đó tấm hình này là tấm hình họ cắt từ trên cái clip của TNP Channel vừa đưa lên ngày hôm qua liên quan tới Nguyễn Lân Thắng. Và cái clip này là cái clip mà cá nhân tôi đã phỏng vấn Nguyễn Lân Thắng về cái cuộc tranh chấp biên giới giữa Việt Nam và Campuchia năm 2015. Và lúc đó thì Nguyễn Lân Thắng đã nói về cái cuộc tranh chấp giữa người dân ở khu vực biên giới như thế nào. Và clip này đã được VNFS cắt lại tấm hình và đăng ở trên VNFS. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay và cuối cùng cũng liên quan tới Việt Nam ngày hôm nay Việt Nam lại bị xếp vào danh sách các quốc gia mà người dân lo sự đói nghèo và nạn tham nhũng hoành hành nhiều nhất Việt Nam đã bị đưa trở lại trong danh sách 10 quốc gia có nạn tham nhũng nhất ở tại uh, trên thế giới và theo cái uh, quỹ phát triển của Liên Hợp Quốc gọi là UNDP tức là UN Development uh, À, và là một trong những cái quỹ phát triển của liên quốc cho biết là có rất nhiều những người việt nam đã lo ngại về tình trạng khủng hoảng kinh tế kiếm không ra tiền và sự nghèo khó cũng như là mức độ chịu đựng của dân người dân khá cao trong vấn đề gọi là bị hoành hành bởi cái lực lượng tham nhũng có hệ thống của đảng cộng sản việt nam đây được xem là một trong những cái bản báo cáo mới nhất của undp khi mà họ khảo sát về cái suy nghĩ của người dân ở các nước nghèo khó và đang phát triển về cái chính sách cai trị cũng như là cái đời sống của người dân và trong đó cho thấy rằng là phía người dân Việt Nam lo ngại nhất là sự nghèo khó và thứ hai là tình trạng tham nhũng đã quấy nhiễu tới đời sống trực tiếp của họ một một cách gọi là khủng khiếp. Đây được xem là một trong những cái danh sách mà cho thấy là Việt Nam vẫn nằm trong danh sách 10 quốc gia được mô tả là tham nhũng nhất thế giới. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các khán giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các khán giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!